người trẻ ghét sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nếu một sinh viên tuổi trẻ như tôi mà bị kết án tù vì yêu nước thì thật sự tôi không cam tâm. Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi. Tôi chỉ chống Đảng Cộng sản. Mà chống Đảng thì không phải là tội. Tôi tiếp tục lên án, phản đối về cái bản án cực kỳ vô lý và quá nặng nề của những người đã đứng lên đảng của người, những sự phản hồi của đồng bào trong nhân dân nước và những cơ quan đại diện và đại sứ quán của Mỹ tại Việt Nam lên án về cái bản án cải tạo, thì những cái việc tự đó chỉ làm thêm những sự căm phẫn của người dân. Là một người bạn của Thu Nguyên, là một người đã sinh ra cháu và nuôi cháu đến ngày hôm nay, thì em thật sự cảm thấy rất là vinh dự và cảm thấy là mình công lao của mình nuôi con đến hôm nay rất là thỏa mãn. Tôi là sinh viên yêu nước, nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi thì những người trẻ ghét sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nếu một sinh viên tuổi trẻ như tôi mà bị kết án tù vì yêu nước thì thật sự tôi không cam tâm. Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi. Tôi chỉ chống Đảng Cộng sản. Mà chống Đảng thì không phải là tội. Tòa án Nhân dân Long An hôm qua đã tuyên án 8 năm tù đối với thanh niên Đinh Nguyên Kha và 6 năm tù đối với sinh viên Nguyễn Phương Uyên. Những người quan tâm đến phiên tòa nói gì về hai bản án đó? Gia Minh trình bày về điều này và một số thông tin liên quan như sau. Phiên xử tại Tòa án Nhân dân tỉnh Long An vào ngày 16 tháng 5 vừa qua thu hút sự chú ý của nhiều người, nhất là những người đang quan tâm đến tình hình đất nước hiện nay. Vào lúc Trung Quốc đang gây hấn ngoài Biển Đông lấn chiếm các đảo và ngư trường truyền thống bao đời nay của Việt Nam, hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha bị bắt giam hơn 7 tháng, đến hôm 16 tháng 5 mới đưa ra xét xử, bởi đã rải truyền đơn với nội dung phản đối những hành động ngang ngược của Trung Quốc, tình hình tham nhũng cũng như những bất công đàn áp tại Việt Nam. Những người ủng hộ cho việc làm của Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha từ nhiều nơi đã về tại Long An để theo dõi phiên xử. Dù phiên xử được nói là công khai, nhưng ngoài gia đình, cánh phóng viên, nhà nước, lực lượng công an, những người khác đều không được vào phòng xử án. Khi ở bên ngoài, một số đã bị công an bắt về đồn làm việc trong ngày 16 tháng 5. Những người bị bắt được cho biết gồm một số những khuôn mặt công khai đấu tranh bởi những điều sai trái ở Việt Nam như bà Bùi Thị Minh Hằng, ông Huỳnh Công Thuận, anh Trương Văn Dũng, anh Hoàng Dũng và blogger Gió Lang Thang Trịnh Anh Tuấn. Blogger Gió Lang Thang vào lúc 8 giờ 30 tối ngày 16 tháng 5 khi đang cùng một số người khác đứng trước đồn công an phường 1, thành phố Tân An, Long An kể lại sự việc bị bắt về đồn công an làm việc như sau. Hôm 10 giờ trưa lúc đó phiên tòa gần tới giờ trưa nên em và một số người bạn ngồi trước cạnh ngồi phiên tòa đợi phiên tòa thì giờ hạn và hỏi thăm một số điều thì có mấy nhân viên mặc người mặc thường phục vào dân phòng đó, vào bắt em lên xe và chở em về đồn công an phường 1 ở thành phố Tân An, tỉnh Long An và họ nói về lý do là tình nghi chụp hình ở khu vực tòa án và đến khoảng hơn 17 giờ chiều nay hơi rõ tức là khoảng chừng 6 giờ đồng hồ em dự là em lại đồn thì họ thả ra và không đưa ra bất cứ bằng chứng hay là lý do hay là gì hết. Có 3 luật sư tham gia bào chữa cho hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha trong phiên xử vào ngày 16 tháng 5 vừa rồi. Đó là các ông Hà Huy Sơn, Nguyễn Thanh Lương và Nguyễn Văn Miến. Sau khi tham dự tranh tụng cho thân chủ là sinh viên Nguyễn Phương Uyên, luật sư Hà Huy Sơn cho biết một số điểm mà ông nói là không theo đúng quy định của luật pháp Việt Nam tại phiên xử. Tôi tham dự cái phiên tòa hôm nay thì là cái quá trình tố tụng thì cũng có nhiều những cái điều nó sai, cái sai cơ bản tức là các cái chứng cứ thì sai theo luật Việt Nam ấy anh, tức là không được xuất trình ra tòa để mà xem xét. Đấy, và tôi đã có cái ý kiến với tại phiên tòa đấy, đó là một cái sai cơ bản. Luật sư Hà Huy Sơn cũng cho biết quan điểm của 3 luật sư tham gia tranh tụng bào chữa cho hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha.
nhưng rồi tòa không nghe lập luận của luật sư mà tuyên án theo ý của hội đồng xét xử. Luật sư Hà Huy Sơn trình bày. Các cái luật sư đều nói là các cái bị cáo là vô tội và có rất nhiều các ý kiến, nhưng mà bản án thì người ta không phản ánh các cái ý kiến của luật sư. Đó là những cái vấn đề cơ bản và tôi có thể nhắc lại nó là như thế này. Thứ nhất, một là cái cờ vàng ba sọc đỏ thì đấy là cái, tôi đã khẳng định cái tòa đây là cái cờ của tổ tiên của người Việt Nam, của nhà nước phong kiến ngày xưa dùng cái cờ này, và sau là Việt Nam Cộng Hòa thì cũng sử dụng lại cái cờ này, nên chứ không phải là cái cờ này nó là cái biểu tượng của một cái tổ chức phản động nào cả. Đấy là cái điều mà tôi đã khẳng định tại tòa. Và sai là các cái thân chủ của tôi là chỉ phản đối cái việc Trung Quốc xâm phạm ở lãnh thổ biển đảo Việt Nam thôi, chứ còn các cái yên như kha là không có chống nhà nước gì cả. Thì hội đồng xét xử người ta nói là người ta không xét xử cái chuyện là phản đối Trung Quốc, nhưng mà cái kết quả bản án thì người ta vẫn nêu ra là hành vi là phản đối Trung Quốc. Và tôi cũng nêu ra là Đảng Cộng sản Việt Nam thì nó khác với nhà nước Việt Nam, và cái bộ luật hình sự của Việt Nam là chưa có cái điều nào là nói là có cái tội là chống Đảng Cộng sản Việt Nam cả. Nên cái việc nói liên quan Đảng Cộng sản Việt Nam thì nó cũng đồng nghĩa với cái chuyện là nói đến nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng mà tại phiên tòa hôm nay thì người ta vẫn cứ nhầm lẫn. Đối với bản án 8 năm tù giam cho Đinh Nguyên Kha và 6 năm tù cho Nguyễn Phương Uyên, blogger Gió Lang Thang Trịnh Anh Tuấn có ý kiến. Khi mà ra tù khỏi đồn công an, mọi người nói với em một bản án này là em thực sự rất là ức chế với một cái bản án rất là bất công và rất là thô bạo của chính quyền, của cơ quan, của tòa án đối với Uyên và Kha như vậy. Ngoài ý kiến về bản án, cả hai người như blogger Gió Lang Thang và luật sư Hà Huy Sơn đều bày tỏ quan ngại. Ngày 16 tháng 5 là thời điểm mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố lệnh cấm đánh bắt cá tại khu vực Biển Đông bắt đầu có hiệu lực, và phiên xử hai thanh niên vì phẫn uất trước việc Trung Quốc xâm chiếm tại Biển Đông lại xảy ra cùng ngày. Blogger Gió Lang Thang nói về điều đó. Và đúng ngày hôm nay luôn thì ở Long An diễn ra một phiên tòa từ hai người sinh viên rất là trẻ đến Trung Quốc. À, đây là một cái điều mà mình thực sự đáng suy nghĩ về vấn đề đất nước và vấn đề mà nhiều người nhà cầm quyền đang thực hiện như hiện nay ạ. Luật sư Hà Huy Sơn cũng có cùng thắc mắc. Và tôi cũng nhắc thêm một cái chuyện rằng là 12 giờ trưa ngày hôm nay thì là Trung Quốc ban hành cái lệnh cấm đánh bắt cá trên vùng biển Việt Nam, mà hôm nay và mình tại tòa đây là lại xử những cái người phản đối hành vi của Trung Quốc như thế, thì tất cả những cái người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước là ta sẽ biết đến cái phiên tòa này, và hội đồng xét xử sẽ phải có lương tâm và chịu trách nhiệm về cái hành vi ngày hôm nay. Trên các trang mạng xã hội, rất nhiều ý kiến cho rằng bản án tuyên cho hai sinh viên được nói là yêu nước như thế là không thể chấp nhận được, và có người còn cho rằng nếu kết tội hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha như vậy, thì hầu hết nhiều người Việt Nam có lòng yêu nước hiện nay đều phải bị tòa án của chính quyền Hà Nội tuyên án. Tôi là sinh viên yêu nước. Nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi, thì những người trẻ đất sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nếu một sinh viên tuổi trẻ như tôi là bị kết án tù vì yêu nước thì thật sự tôi không cam tâm. Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi. Tôi chỉ chống Đảng Cộng sản. Mà chống Đảng thì không phải là tội.